Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 95. Chương 941. Thu phục. Thúy Huyền Tử cả giận nói, năm đó ngươi tự mình lập xuống ước định, toàn bộ Hắc Phong Cốc trong vòng 100 năm thuộc về ngũ trùng môn chúng ta. Bây giờ thời gian ước định còn lại 8 năm. Các ngươi dám cưỡng ép xé bỏ ước định. Yêu Nhiêu nữ tử ồ một tiếng, lời ấy của Thúy Huyền đạo hữu sai rồi. Năm đó rõ ràng là Quý Tông mượn uy thế kim đan, ép buộc tu sĩ hai đại vực chúng ta cúi đầu, đem bảo vật khắp nơi trên đất Hắc Phong Cốc chắp tay nhường cho. Nô gia năm đó đi theo bên cạnh sư phụ, tận mắt thấy đại năng kết đan kỳ Ngôn Xuất Pháp Tùy, uy phong không gì sánh được, quả thực đáng hâm mộ. Yêu Nhiêu nữ tử làm bộ làm tịch, mỗi một động tác hết lần này tới lần khác đều ra vẻ mị hoặc cực điểm, khiến đồng bọn cũng không nhịn được liếc mắt sang. Lôi Quỷ lão nhân cũng nói, năm đó trong ngũ trùng môn các ngươi có kim đan xuất thế, chúng ta tài nghệ không bằng người, không có gì để nói nhiều. Đến nay đã qua 100 năm, thời thế thay đổi, những thứ không phải của mình cũng nên giao ra đây. Thúy Huyền Tử thấy hai người diễn sâu như vậy, trong lòng biết hôm nay rất khó. Rồi, các ngươi không sợ sư thúc ta trở lại tông môn sẽ tiêu diệt các ngươi sao? Thúy Huyền Tử trừng mắt nhìn, tầm mắt quét qua từng bộ mặt của những người kia, nảy sinh ác độc nói, các ngươi cũng có thể thử một lần. Hôm nay diệt ngũ trùng môn chúng ta, tốt nhất đừng để một người thoát được. Nếu không, ta nhất định nhớ kỹ mặt các ngươi, chờ ngày sư thúc trở về vì ta báo thù. Vẻ mặt tất cả cứng đờ, chạm phải tầm mắt Thúy Huyền Tử, dáng vẻ bọn họ đều có chút do dự, nhất là những người được mời đến chợ quyền đằng sau. Bọn họ rốt cuộc vẫn còn kiêng kỵ sư thúc nhà mình. Thúy Huyền Tử thầm thở phào, ngữ khí hòa hoãn lại, nói, hiện tại các ngươi rút lui, chuyện hôm nay coi như chưa từng phát sinh. Trong cửa bọn ta còn có quý khách, không tiện đưa tiễn. Khoan đã, Lôi Quỷ lão nhân cười lạnh, hắn đã quyết tâm, căn bản không sợ. Khách quý là vị kim đan không biết tên sao? Thúy Huyền lão nhi, mánh khóe này không cần 5 lần 7 lượt lấy ra dùng. Kinh Lôi trại cùng Bách Hoa cung chúng ta là vì Hắc Phong Cốc mà đến, vốn không muốn trở mặt. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, chúng ta chỉ có thể bất đắc dĩ bị buộc làm ra chuyện bất nhẫn. Còn như báo thù cho ngươi, vậy cũng phải chờ ngươi sư thúc có thể trở về lại nói. Có trời mới biết, sư thúc ngươi có phải đã biến thành một đống xương khô, chôn ở cái đảo nào rồi hay không? Nếu không thì sao đến bây giờ không trở lại nhìn một chút? Nói xong, Lôi Quỷ lão nhân xoay người nhìn những người khác, ngữ khí mang theo nồng đậm ý dụ hoặc, ngũ trùng môn chiếm cứ Hắc Phong Cốc 100 năm, chắc hẳn góp nhặt không ít linh thạch. Tất cả Kinh Lôi trại cùng Bách Hoa cung chúng ta đều không cần, tặng cho chư vị đạo hữu, làm thù lao vì các ngươi đã xuất thủ. Dù cho ngũ trùng môn kim đan còn sống, chư vị vốn là người không có chỗ ở cố định, chẳng lẽ tìm không thấy nơi để trốn? Đám người rõ ràng đã động lòng. Yêu Nhiêu nữ tử thu hồi mị công, nghiêm mặt nói, bắt đầu từ hôm nay, ngũ trùng môn giao ra Hắc Phong Cốc. Đồng thời trong vòng 200 năm không được đặt chân vào Hắc Phong Cốc một bước, chúng ta sẽ lập tức rút lui. Thúy Huyền Tử không ngờ bọn họ lại đưa ra điều kiện quá phận như thế, nhất thời giận tím mặt. Chống trượng gỗ xuống đất, 200 năm không vào Hắc Phong Cốc, đến lúc đó ngũ trùng môn chúng ta còn lại cái gì? Các người là muốn chặt bỏ gốc rễ ngũ trùng môn ta. Yêu Nhiêu nữ tử không một chút yếu thế, đối chọi gay gắt nói, ngũ trùng môn các ngươi chiếm giữ mỏ linh thạch Hắc Phong Cốc cùng Độc Tuyền, có nghĩ tới tu sĩ hai đại vực chúng ta sẽ ra sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách đệ tử ngũ trùng môn quá không chịu thua kém, chiếm giữ tài nguyên tốt như vậy lại không có một chút tiến bộ. Chúng ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là 200 năm không vào Hắc Phong Cốc, hoặc là giao ra quyền khai thác linh thạch 100 năm cùng Độc Tuyền. Lôi Quỷ lão nói, Thúy Huyền lão nhi, ta cho ngươi thời gian một nén nhang suy xét. Sau một nén nhang, ta cũng phải thử một lần xem đại trận hộ sơn ngũ trùng môn đến tột cùng cứng đến đâu. Sắc mặt Thúy Huyền Tử tái xanh. Mặc dù hắn được Tần Tang tặng phù bảo, nhưng đối đầu với nhiều cao thủ như vậy, chỉ một con đường bại vong. Đại trận hộ sơn dù mạnh đến đâu,
dưới tình trạng không có chỗ dựa vững chắc thì có thể kiên trì được bao lâu. Về đến trước đại diện trưởng môn, Thúy Huyền Tử cắn răng đẩy cửa vào, quỳ xuống dập đầu trước mặt Tần Tang, lớn tiếng nói, xin tiền bối cứu ta. Tranh chấp bên ngoài sơn môn đều lọt hết vào tai Tần Tang đang ngồi ở trong. Hắn cũng cảm thấy kim đan của ngũ trùng môn kim đan 89 phần 10 là đã chết ở bên ngoài. Loại địa phương như Tây Cương này, có một kim đan bảo hộ tông môn hưng thịnh trong vòng 3 đến 500 năm cũng không thành vấn đề. Người kia trước khi rời đi thu nạp thế lực xung quanh và chiếm lấy Hắc Phong Cốc, nơi được nghe nói là có tài nguyên cực kỳ phong phú, cho thấy hắn không phải người có bản tính lương bạc. Cho dù là tu sĩ khổ tu, đã lâu như vậy rồi, bớt thời gian trở về một chuyến cũng không phải là khó. Tần Tang bưng chén trà, ánh mắt sắc bén im lặng nhìn chằm chằm Thúy Huyền Tử. Bầu không khí bên trong đại điện đột nhiên ngưng động, Thúy Huyền Tử cảm nhận được một loại uy áp đáng sợ đè trên người mình, không khỏi hết sức kinh hãi, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Người mời ta vào núi, chính là chờ đến lúc này. Ngữ khí Tần Tang băng lãnh, ẩn chứa sát khí. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đạp Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 942, Phô Trương Thanh Thế. Sắc mặt Thúy Huyền Tử đại biến, gấp giọng phân bua, vãn bối biết rõ lòng bọn họ sớm đã mang ý đồ xấu, cũng định lấy quan hệ tốt với tiền bối khiến bọn hắn sợ hãi. Nhưng có cho vãn bối 100 cái lá gan cũng không dám tính kế tiền bối. Vãn bối thật sự không biết bọn họ sẽ đến làm loạn ngay lúc này. Vãn bối tận tâm tận lực ra sức vì tiền bối, không dám chậm trễ chút nào. Tiền bối mắt sáng như đuốc, nhất định có thể nhìn thấy. Vốn ý định của vãn bối không cần tiền bối ban thưởng, chỉ cầu tiền bối 1-2 có thể che chở ngũ trùng môn ta. Nhưng không đợi vãn bối nói ra thì bọn họ đã đến, xin tiền bối minh giám. Thúy Huyền Tử quỳ rạp xuống mặt đất, thậm chí không dám lau mồ hôi, bày ra dáng vẻ vô cùng hèn mọn. Tên này cũng không giống đang giả vờ. Tần Tang không tiếp tục tạo áp lực, hừ lạnh nói, ngươi còn dám nói tận tâm làm việc cho ta. Lúc đầu ta hỏi ngươi xung quanh địa vực Hùng Sơn có bí cảnh gì, ngươi vì cái gì giấu giếm Hắc Phong Cốc cùng Độc Tuyền không báo. Thúy Huyền Tử sững sờ, hô to oan uổng, tiền bối hiểu lầm, Hắc Phong Cốc cũng không phải bí cảnh gì đó. Chỉ có điều bên trong có một mỏ linh thạch mà lại nằm ở giữa ba phe thế lực chúng ta mới dẫn tới tranh đoạt. Chỗ Độc Tuyền kia cũng không có gì khác biệt, nước suối được tạo ra bên trong có thể nuôi dưỡng linh trùng độc, trợ giúp đệ nhất biến độc trùng cường hóa độc tố trong cơ thể. Tốc độ tu vi sẽ tăng lên nhanh hơn một chút, đối với độc trùng bên ngoài và các loại linh trùng khác không có chút tác dụng. Cho dù là độc trùng, sau khi đến đệ nhị biến, hiệu quả tăng cấp cũng rất yếu. Tần Tang đương nhiên biết rõ Độc Tuyền là gì. Ngự Linh Tông từng có ghi chép, Độc Tuyền là một loại đất độc thiên sinh kỳ lạ, nước suối chứa đựng kịch độc, có thể giúp bồi dưỡng độc trùng, nhưng cũng không giúp được gì trong việc lột xác. Độc Tuyền cũng chia ra cấp bậc, Độc Tuyền ở đây chỉ hiệu quả đối với độc trùng sau đệ nhất biến, là cấp độ thấp nhất. Tần Tang biết rõ những phương pháp bồi dưỡng linh trùng, tùy tiện lấy ra một loại cũng đều hiệu quả hơn so với Độc Tuyền. Có điều, bất kể là ngũ trùng môn hay hai thế lực lớn khác, tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ là con số rất nhỏ, chủ lực đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Độc Tuyền có thể trợ giúp đệ tử luyện khí kỳ nâng cấp bản mệnh trùng cổ, khó trách bọn họ coi trọng như vậy. Tiền bối nếu như không tin, chờ qua chuyện này rồi thì tới Hắc Phong Cốc sẽ biết. Thúy Huyền Tử lại lần nữa khấu đầu, xin tiền bối xem xét vãn bối tận lực làm việc như vậy, giúp vãn bối lần này. Vãn bối sẵn sàng dẫn dắt toàn bộ ngũ trùng môn bám trụ dưới trướng cung phụng tiền bối. Tần Tang cười nhạo trong lòng, hắn đường đường là tu sĩ kết đan kỳ tu sĩ, Tây Cương cằn cỗi như thế cũng sẽ không ở lại bao lâu, để ngũ trùng môn cung phụng, chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao? Có điều, Tần Tang nghĩ lại, cũng chưa chắc là vô dụng. Hơn một tháng nay Tần Tang chạy gần hết địa vực Hùng Sơn, tới sông ngầm dưới lòng đất cũng đều đã lục soát, nhưng từ đầu đến cuối không thể tìm ra cổ truyền tống trận. Nếu như vẫn không tìm không thấy cổ truyền tống trận,
trước khi hắn rời đi thu nạp một ít thế lực bản địa hỗ trợ tiếp tục thu thập tin tức cũng có thể xem là một lựa chọn. Thúy Huyền Tử là người thông minh, nếu như toàn tâm toàn ý quy thuận mà nói, có thể giúp đỡ được một ít bận bịu, chưa kể Câm Cô còn đang tu luyện tại Ngũ Trùng Môn. Thấy Tần Tang không trực tiếp cự tuyệt, dường như đang suy tư, Thúy Huyền Tử mừng thầm trong lòng, vội vàng thề chắc chắn sẽ cung phụng linh thạch cùng bảo vật. Tần Tang ý đã động, nhưng hắn biết rõ tự mình không có khả năng ở lại nơi này quan sát, tốt nhất không nên để cho một nhà Thúy Huyền Tử chi phối. Chi bằng thu phục luôn những người bên ngoài kia để họ cùng Ngũ Trùng Môn kiềm chế lẫn nhau, mới có thể duy trì ổn định để hắn toàn lực làm việc. Trái lại Tần Tang không tranh đoạt lợi ích của bọn họ, mỏ linh thạch Hắc Phong Cốc cùng Độc Tuyền hắn nhìn cũng không vừa mắt. Nếu như những thế lực này dẫn tới phiền phức cho hắn, tùy thời có thể bỏ đi thẳng một mạch. Nghĩ tới đây, Tần Tang cẩn trọng hỏi dò nội tình Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung. Thúy Huyền Tử hiểu rõ bọn họ vô cùng, hận không thể để Tần Tang xuất thủ diệt toàn bộ, nên thuật lại sự tình chi tiết hết mức có thể, để Tần Tang không cần phải cố kỵ. Bởi vì nơi này hẻo lánh, thế lực ngoại giới cũng lười để mắt tới, Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung đều không có chỗ dựa nào. Sau khi Tần Tang tìm hiểu kỹ càng, gật gật đầu, nói, thu hồi đại trận hộ sơn, cho bọn họ vào. Vâng. Đệ tử lập tức để bọn hắn vào. Thúy Huyền Tử vui mừng khôn xiết, hết sức nhanh trí tự xưng mình là đệ tử, bị Tần Tang nghiêm mặt quát bảo ngưng lại. Thúy Huyền lão nhi, người suy tính thế nào rồi? Lôi Quỷ lão nhân trông thấy Thúy Huyền Tử quay lại, lớn tiếng quát hỏi. Hắn đã tính trước kỹ càng, cho rằng Thúy Huyền Tử thế nào cũng phải khuất phục. Thúy Huyền Tử lúc đi sắc mặt sầu thảm, lúc đến mặt mày hớn hở. Trở lại biên giới đại trận hộ sơn thu hồi nó lại, cười lạnh nói, các người có gan thì tiến đến đàm luận. Lôi Quỷ lão nhân cùng Yêu Nhiêu nữ tử liếc mắt nhìn nhau, cho rằng Thúy Huyền Tử chỉ đang phô trương thanh thế. Lôi Quỷ lão nhân nhổ nước bọt một phát, lúc này vẫn không quên cố lộng huyền hư. Giải thích cố lộng huyền hư nghĩa là cố làm ra vẻ cao siêu, ra vẻ tới công chuyện. Hết giải thích. Dứt lời, Lôi Quỷ lão nhân đi đầu dẫn đường. Đám người nối đuôi nhau mà vào, nghênh ngang tiến vào Ngũ Trùng Môn, nhằm thẳng đến đại điện trưởng môn. Các bạn đang nghe truyện khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 943, Độc Tuyền. Lôi Quỷ lão nhân đá một cái bay cửa đại điện trưởng môn ra ngoài. Tầm mắt quét qua, chợt nhìn thấy bên trong đại điện vậy mà lại có một nam tử đang ngồi nhàn nhã thưởng thức trà, lập tức sững người tại chỗ. Ngoài đại điện rõ ràng ngay cả một chút khí tức nhỏ cũng không cảm giác được. Nếu không phải đại điện có cấm chế đặc thù, vậy thì chính là... Lôi Quỷ lão nhân sải bước tiến vào đại điện, vừa nhấc một chân lên thân thể liền cứng đờ, tiến không được mà lùi cũng không xong. Những người khác thấy Lôi Quỷ lão nhân uy phong lẫm liệt bước vào đại điện, đột nhiên dừng lại bất động chắn ở cửa ra vào. Đều không khỏi nghi hoặc, đang định lên tiếng thúc giục thì chợt nghe đùng một tiếng vang giòn. Chỉ thấy một trường hư ảo mạnh mẽ vung đến trên người Lôi Quỷ lão nhân, hắn ta tựa như con quay, bị đánh xoay một vòng rồi bay ngược ra ngoài, trong nháy mắt đập vào một ngọn núi bên cửa Ngũ Trùng Môn. Bụi mù nổi lên bốn phía, núi đá nổ tung. Tiếng gào thảm thiết của Lôi Quỷ lão nhân theo hắn xuyên thấu trời xanh, vô cùng trầm bổng, lượn lờ không dứt. Không ổn, có mai phục. Những người khác cực kỳ hoảng sợ, rốt rít triệu hồi pháp khí của mình. Trong lúc nhất thời, phía trước đại điện trưởng môn Ngũ Trùng Môn bắn ra kỳ quang bốn phía, náo nhiệt trước này chưa từng có. Bọn họ cho rằng Thúy Huyền Tử đang cố lộng quyền giống như trước đây. Mà bên họ nhiều cao thủ như vậy, không phải sợ Thúy Huyền Tử giờ thủ đoạn gì, cũng không có phòng bị quá nhiều. Lôi Quỷ lão nhân đột ngột bị tập kích, đám người ở dưới khiếp sợ tự mình tham chiến không có quy tắc. Một số cảnh giác lui lại, một số thôi động pháp khí cùng bản mệnh cổ trùng đánh về phía đại điện, nhưng phần lớn bọn người đều vây công Thúy Huyền Tử. Trong chớp mắt sau đó, trước của đại điện thoát kế rơi vào một trận hư ảo. Thân ảnh một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện.
mắt thấy những pháp khí cùng trùng cổ kia sắp đánh trên người hắn. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, tiện tay vồ một cái, xuất ra chân nguyên hùng hậu, trong nháy mắt phong tỏa vùng không gian trước mặt. Những pháp khí cùng cổ trùng kia tựa như cá mắc lưới, bất kể có dãy giụa thế nào cũng không tránh thoát được. Xèo, một đạo kiếm quang chợt hiện ra, bang bang. Âm thanh vang lên không ngừng, kiếm quang giống như một sợi tơ trói những pháp khí cùng trùng cổ kia lại với nhau, trong chớp mắt, dễ dàng tiêu hủy toàn bộ. À, trùng cổ liên kết với tâm thần bị giết khiến chủ nhân bị liên lụy, không nhịn được kêu rên thảm thiết, ồn ào. Tần Tang hừ lạnh một tiếng, ô mộc kiếm lóe lên kèm theo tiếng sấm mơ hồ, xông vào trong đám người, chỉ thấy mấy điểm huyết hoa nở rộ, từng cỗ thi thể liên tục ngã xuống đất. Khí thế tu sĩ kết đan hoàn toàn được đem ra thể hiện. Phút chốc, trong ngũ trùng môn yên lặng triệt để. Ánh mắt Tần Tang như đao, đám người nhìn sang không khỏi run lẩy bẩy. Thúy Huyền Tử cũng bị hù dọa, không ngờ tới kiếm pháp Tần Tang lại đáng sợ như vậy, tựa như chém dưa thái rau, cùng là mới kết đan nhưng so với sư thúc năm đó còn mạnh hơn. Tần Tang có thể nói là hạ thủ lưu tình với bọn Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung, bởi vì còn cần bọn họ làm việc, cơ nghiệp bọn họ vẫn còn đó nên không sợ đám người đó có gan lật lọng. Còn như những tán tu được mời đến đều bị Thúy Huyền Tử nhận ra, phần lớn là trùm cướp chạy trốn tán loạn khắp nơi. Kiêu căng khó thuần, bản tính tàn nhẫn, hai tay đều dính đầy máu tươi, giết bọn hắn cũng sẽ không có gánh nặng gì. Loại người này không cần cố kỵ, mặc dù không phải không dùng được, nhưng không phải là thứ Tần Tang, hiện tại quan trọng hơn là phải ổn định. Nếu giết hết làm thành luyện thi, có thể phát huy sức lực còn lại khi tìm trùng và dò tìm bí mật sau này. Trong tay Tần Tang chỉ có 4 cái thiên thi phù, một viên còn lại từ trước đó, 3 viên khác là dùng gốc dẫn hồn thảo đổi từ bí lục tử vi kia luyện chế thành. Trước khi thăm dò rõ ràng tình hình thực tế của vực Thương Lãng Hải, Tần Tang cảm thấy tốt nhất nên dùng tiết kiệm một chút. Không có tu sĩ giả đan cảnh trong số những tên trùm cướp này, hắn đương nhiên không muốn lãng phí thiên thi phù trên người bọn hắn. Nếu để cho thế lực phụ cận địa vực Hùng Sơn biết rõ trùm cướp khiến bọn họ run sợ trong lòng, đau đầu không thôi lại bị một mẻ hốt gọn, khẳng định sẽ vỗ tay tán thưởng. Đại điện trưởng môn, Tần Tang ngồi ở trên, Thúy Huyền Tử, Kinh Lôi lão nhân cùng yêu nhiêu nữ tử đứng phía dưới. Thúy Huyền Tử thấy Tần Tang không có tiêu diệt Kinh Lôi Trại cùng Bách Hoa Cung như mong muốn của hắn, ánh mắt mang vẻ u ám nhưng không dám nói thêm gì. Hai người khác còn chưa hồi hồn, bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới Thúy Huyền Tử không phải đang chơi làm trò hề, sói thật đã tới rồi. Trại cùng tông môn vẫn là của các ngươi, nếu có người ỷ vào uy thế của ta gây sự ở bên ngoài, cũng đừng nghĩ tới chuyện ta sẽ ra tay cứu các ngươi. Ta chỉ là cần một ít nhân thủ làm việc, sẽ không ở lại Tây Cương lâu, chỉ là vô tình xen vào tranh đấu giữa các ngươi. Nhưng ta không hy vọng bởi vì hỗn loạn cùng hao tổn bên trong ảnh hưởng tới đại sự của ta. Nếu ngũ trùng môn đạo hữu đã định ra quy củ, sau này cứ dựa theo quy củ mà đến, các ngươi rõ chưa? Nghe vậy, Kinh Lôi lão nhân cùng yêu nhiêu nữ tử liếc mắt nhìn nhau, lo lắng trong lòng cũng tản đi mấy phần. Mặc dù Thúy Huyền Tử không cam lòng, nhưng kết quả này so với hiệp ước cầu hòa cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Ba người rốt rít chắp tay chấp thuận. Yêu nhiêu nữ tử lấy lại bình tĩnh, phong tình vạn trùng nhìn Tần Tang, nở nụ cười quyến rũ, giọng nói đặc biệt mềm mại đáng yêu, nhưng lòng thầm tức giận, công tử phân phó, Bách Hoa Cung chúng ta nhất định tuân theo. Nô gia từ lâu đã chờ đợi nhân vật có năng lực như công tử để cho Bách Hoa Cung chúng ta phụ thuộc vào. Không biết khi nào công tử có thể chuyển đến Bách Hoa Cung. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 944 Thiên Thủ Chu Quả. Trong lúc nói chuyện, một mùi hương hoa nhàn nhạt tỏa ra từ trên người yêu nhiêu nữ tử, khiến người say mê. Đột nhiên có một tiếng hừ lạnh như sấm nổ vang bên tai ả ta. Yêu nhiêu nữ tử như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, hoa dung thảm đạm, không dám hé răng một lời. Dám ở trước mặt hắn thi triển mị thuật,
không biết sống chết. Tần Tang lạnh lùng nhìn yêu nhiêu nữ tử, hắn có Phật Ngọc, chút tài mọn này đối với hắn không là cái thá gì. Sau khi cảnh cáo yêu nhiêu nữ tử, Tần Tang tiếp tục nói đến chính sự. Nếu có thể làm tốt những việc này cho ta, các ngươi tự nhiên sẽ được ban thưởng. Tần Tang phất tay, từng kiện phù bảo, pháp khí, linh đan hiện ra, cười như không cười nhìn bọn họ. Uy hiếp trước, dụ dỗ sau, không sợ bọn họ không tận lực. Hắc Phong Cốc nằm giữa ngũ trùng môn cùng hai phe thế lực khác, nó vẫn luôn là một vùng giao tranh. Ban đầu vốn đã ước định mỗi gia tộc sẽ luân phiên nhau 10 năm một lần. An ổn được một đoạn thời gian, sau khi Kim Đan ngũ trùng môn xuất thế, quy củ mới bị phá hủy. Tần Tang cùng Thúy Huyền Tử đứng trước cửa nhìn vào trong. Hai bên Hắc Phong Cốc là hai ngọn núi cao ngất, ngăn cách Hắc Phong Cốc ở giữa, quanh năm tối tăm không thấy ánh nắng. Gió lạnh từ trong cốc thổi qua từng cơn, có thể thấy Hắc Phong Cốc rất sâu. Dựa theo lời Thúy Huyền Tử nói thì ban đầu không có như hiểm yếu như vậy, về sau khai thác mỏ linh thạch từng chút một đào thành cái dạng này. Dẫn ta đi xem Độc Tuyền trước, Tần Tang nói. Hắn tìm kiếm cổ truyền tống trận, bất cứ chỗ bất thường nào cũng sẽ không bỏ qua. Tần Tang tìm khắp địa vực Hùng Sơn cũng không có kết quả, biết rõ không thể cứ mắc kẹt ở chỗ này mãi được. Hắn đã an bài tốt cho bọn người Thúy Huyền Tử, hiện tại chuẩn bị xâm nhập vào Tây Cương tìm trùng, xem xét bí cảnh. Đi ngang qua Hắc Phong Cốc, tiến vào xem một lúc. Bởi vì gió âm, chỉ có thể đi vào Hắc Phong Cốc từ cửa chính, ngũ trùng môn được bố trí thủ vệ nghiêm mật cùng linh trận. Tần Tang không đợi Thúy Huyền Tử, trực tiếp khai triển thân pháp rơi vào đáy cốc. Rất nhanh, Tần Tang liền cảm giác được khí tức của Độc Tuyền trong một góc của Hắc Phong Cốc, phạm vi rất lớn, giống như một cái hồ nhỏ lòng đất, trong veo thấy đáy. Suối độc có phạm vi lớn như thế quả thật rất hiếm thấy, tiếc là độc tính quá yếu, cần thêm một bước tinh luyện nữa, còn không bằng mấy dòng suối nhỏ mà Ngự Linh Tông khống chế. Tần Tang đứng cạnh hồ nước, thần thức phát tán ra, nhìn một lượt xung quanh không sót lại gì. Tuy là suối độc, nước suối cũng không có gì khác biệt so với suối khác, vô cùng mát lạnh. Nguyên nhân hình thành suối độc rất phức tạp, phần lớn là linh khí thiên địa đột nhiên phát sinh biến cố lớn mà ứ đọng độc tố. Về sau linh khí khôi phục bình thường, suối độc lại không biến trở lại. Tần Tang đưa thần thức xuống thăm dò lòng đất và khe đá, lục soát từng tấc một qua một lần. Tiền bối có phát hiện gì không? Lúc này, Thúy Huyền Tử mới thở hổn hển chạy tới. Tần Tang không đợi Thúy Huyền Tử, bóng người lóe lên, trực tiếp trốn vào chỗ sâu nhất của quặng mỏ, cuối cùng tìm kiếm quặng mỏ qua một lần. Ở cửa Hắc Phong Cốc, một luồng kiếm quang xuyên qua gió lạnh, xoay một vòng giữa không trung, rồi lao tới trung tâm Tây Cương, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Thúy Huyền Tử về đến miệng cốc. Hắn chắp tay tiễn Tần Tang đã đi xa, nét mặt vô cùng cung kính. Đã qua trọn thời gian một khắc đồng hồ, Thúy Huyền Tử mới đứng thẳng dậy, thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bên trong Hắc Phong Cốc, trên mặt lộ ra vẻ do dự, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu. Hướng vào phía trong mà quát, phong tỏa cửa vào, ngoại trừ lão phu bên ngoài, cho dù kẻ nào cũng không cho ra vào. Vâng, linh lực bên trong Hắc Phong Cốc dao động, phong tỏa miệng cốc lại. Thúy Huyền Tử ngự gió rời đi, một đường về đến ngũ trùng môn. Mới vào ngũ trùng môn liền gặp đồng sư đệ đi ra từ chỗ tối, thấy bên cạnh Thúy Huyền Tử không có người. Nét mặt có chút vội vàng mà tiến đến, đang định mở miệng hỏi gì đó, bị Thúy Huyền Tử gắt gao trừng mắt. Đồng sư đệ bừng tỉnh đại ngộ, ngậm miệng không nói. Hai người một trước một sau, yên lặng bay về đại điện của trưởng môn, uống trà tán gẫu một hồi, khởi động cơ quan, tiến vào mật thất. Mở cấm chế bên trong mật thất ra, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đồng sư đệ đã sớm kiềm chế không được nữa, trưởng môn sư huynh, hắn không phát hiện suối độc bên trong thiên thủ chu quả sao? Thúy Huyền Tử nhắm mắt trầm tư, lắc đầu nói, không có, thiên thủ chu quả chưa đến thời gian chín muồi, lực linh quả sẽ không tràn ra ngoài cấm chế thượng cổ, linh tuyền không có khả năng xuất hiện dị động. Sau khi Hắc Phong Cốc bị phát hiện, những người tu tiên giả vẫn tấp nập tới lui, cũng không phát hiện cấm chế thượng cổ,
cho dù tu vi của hắn có cao hơn thì cũng không có khả năng dễ dàng phát giác. Nếu không phải vận của sư thúc tốt, đúng lúc thiên thủ chu quả chín muồi, tiến vào Hắc Phong cốc để tinh luyện suối độc, ngũ trùng môn chúng ta cũng lỡ mất dịp tốt với linh quả này rồi. Đúng vậy à. Đồng sư đệ liên tục gật đầu, thiên thủ chu quả có thể trợ giúp linh trùng loại độc trùng bắt đầu lần lột xác thứ ba. Trước kia chỉ coi là truyền thuyết, bây giờ mới biết lại là thật. Sư thúc quả thật có vận tốt vô cùng, cơ duyên lớn thế này mà hắn cũng gặp được, trùng cổ bản. Mệnh lột xác, sau đó một lần liền kết đan thành công. Mà trên cây lại có ba thiên thủ chu quả, đáng tiếc là không chín cùng lúc. Sau khi quả thứ nhất chín cả trăm năm, quả thứ hai có dấu hiệu sắp chín. Đồng sư đệ nói luôn tuồng, không có nghe thấy trả lời. Thấy Thúy Huyền Tử nhắm mắt trầm tư, không khỏi hiếu kỳ mà nói, trưởng môn sư huynh, huynh đang suy nghĩ gì? Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 945, Câm Điếc. Ta đang nhớ lại, lời nói hành động trong khoảng thời gian này có gì sơ hở không? Đặc biệt là vào lúc đối mặt với Tần lão quỷ. Thúy Huyền Tử trầm giọng nói, người này tuyệt đối không phải khổ tu sĩ luôn ở yên trong động phủ, cho dù lộ ra một sơ hở thì cũng có thể phát sinh mối nguy. Đồng sư đệ cảm động lây, thở dài, lần này quả nhiên là biến đổi bất ngờ, con tim của ta cứ nâng lên rớt xuống, may mà bảo vệ được Hắc Phong cốc và thiên thủ chu quả. Nếu không thì sắp đến lúc linh quả chín, một khi Hắc Phong cốc đổi chủ, là sẽ rơi vào tay người khác. May mà sư huynh cả gan mạo hiểm, kết giao với Tần lão quỷ. Lúc Tần lão quỷ có mặt, Kinh Lôi trại liên thủ với Bách Hoa cung đến tấn công, trùng hợp như vậy, chẳng lẽ cũng là do sư huynh dẫn dắt sao? Thúy Huyền Tử khẽ nói, nếu thật là vi huynh dẫn dắt thì bá chủ Hùng Sơn địa vực đã đổi sang một gia tộc khác rồi. Đồng sư đệ, ngươi không nên xem tu sĩ kết đan kỳ tu sĩ như đồ đần, luôn muốn tính toán bọn họ. Vi huynh chỉ phát hiện bên ngoài có mưa gió nổi lên, đồng thời cũng quen với bản tính của Lôi Quỷ lão nhân, khéo léo dẫn dắt mà thôi. Hắn thờ phụng Vu Thần nhất, mọi chuyện đều cầu Vu Thần che chở. Chuyện lớn như thế này, việc chọn Vu Thần tiết là rất có thể. Cho dù lần này hắn không đến, ta cũng có biện pháp để được che chở dưới trướng Tần lão quỷ. Chỉ cần ta cam nguyện là một người trung thành không hài lòng, đồng thời là một con chó ngoan hữu dụng, hắn có đá văng ta ra được không? Khuôn mặt đồng sư đệ lộ vẻ không đành lòng, trưởng môn sư huynh, uất ức cho huynh quá rồi. Thúy Huyền Tử lắc đầu nói, chúng ta trăm phương ngàn kế, chẳng phải là để tranh thủ thêm thời gian mấy năm, chờ thiên thủ chu quả chín sao, có gì mà uất ức? Đồng sư đệ căm hận nói, sắp đến lúc linh quả chín rồi, đến lúc đó sư huynh ăn trùng cổ bản mệnh vào. Sư môn chúng ta sư môn liền có thể có biến linh trùng thứ ba, không cần phải xem sắc mặt kẻ khác nữa. Tuyệt đối không thể. Thúy Huyền Tử quát ngăn đồng sư đệ, không nói đến thiên thủ chu quả chỉ gia tăng tỷ lệ thôi, không thể bảo đảm là nhất định lột xác. Cho dù lột xác thành công, đồng thời vi huynh thuận lợi kết đan, thì cũng không thể bất kính với Tần lão quỷ được. Nếu ta lấy tu vi kết đan kỳ để dựa thế hắn, chắc hẳn hắn sẽ không thể không động tâm. Nét mặt đồng sư đệ tràn đầy sự không cam lòng. Sau khi sư huynh kết đan, chúng ta liền có thể xưng bá, hà tất phải ở dưới kẻ khác. Nói đến một nửa, mặt đồng sư đệ lộ vẻ kinh hãi. Trưởng môn sư huynh, sau khi người kết đan rồi, lẽ nào cũng muốn rời khỏi ngũ trùng môn sao? Nghĩ cái gì thế? Ngũ trùng môn vùi mình ở Tây Cương, có được tiền đồ gì? Lai lịch người này bất phàm, đằng sau tất có thế lực cường đại, nói không chừng là thời cơ để ngũ trùng môn chúng ta thoát khỏi Tây Cương. Chỉ là cúi mình xuống chút thôi, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại. Thúy Huyền Tử mạnh mẽ liếc xéo hắn một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, cau mày nói, có phải ngươi vẫn còn oán hận sư thúc không? Đồng sư đệ hé miệng không nói. Thúy Huyền Tử thở dài, năm đó sư thúc cũng không hòa thuận với sư môn. Hắn là cô nhi được sư tổ ôm về, nhưng lý do hắn trở thành cô nhi thực sự không thể không liên quan đến sư tổ. Những bí ẩn này ta chưa hề nói với ngươi,
đồng sư đệ chấn kinh vô cùng. Trước khi sư thúc rời đi, hắn để lại thiên thủ chu quả cho sư môn, đồng thời áp đảo bốn phương, bảo vệ ngũ trùng môn trăm năm hưng thịnh, đã là tận tình tận nghĩa rồi. Là chúng ta quá chịu thua kém, phụ lòng liệt tổ liệt tông. Thúy Huyền Tử một mặt hổ thẹn, mà thôi. Thúy Huyền Tử khoát khoát tay, việc cũ như khói sương, không cần nhắc lại, chỉ cần ta có thể kết đan, đây đều là việc nhỏ. Người nghe Vi Huynh, sau này đừng có những suy nghĩ dư thừa. Cô gái mà Tần lão quỷ lưu lại, hãy thu xếp cho nàng, dùng bất cứ giá nào để bồi dưỡng. Nàng, nét mặt đồng sư đệ lộ vẻ chần chừ, trưởng môn sư huynh, huynh cảm thấy, rốt cuộc Câm Cô với Tần lão quỷ có quan hệ như thế nào? An bài nàng ở động phủ tốt nhất của sư môn để tu luyện, đã có đệ tử bất mãn. Thúy Huyền Tử cũng không nhịn được mà hơi nhíu mày. Hắn vốn tưởng rằng Câm Cô được Tần lão quỷ nhìn trúng, khẳng định thiên phú vô cùng tốt, về sau cha già mới biết lại là một tứ linh căn. Những ngày nay sau khi nhập môn, Câm Cô chỉ biết khổ tu, không giao lưu với bất cứ kẻ nào. Cả người sư phụ như hắn cũng nói không được nửa câu, nếu không biết còn tưởng là câm điếc. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 946, Thần Văn Cuối Đường. Chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ đệ tử, có thể chiếm được bao nhiêu tài nguyên, âm thầm bồi dưỡng là được. Lúc ấy Dực Hủy Trại nhiều thánh nữ như vậy, Tần lão quỷ lại cứ phải chọn chúng Câm Cô. Nói không chừng, nàng sẽ mối liên kết giữa mối quan của chúng ta với Tần lão quỷ. Thúy Huyền Tử phất tay, bảo đồng sư đệ lui ra. Mật thất tĩnh lặng, Thúy Huyền Tử gọi trùng cổ bản mệnh ra, một con bọ cạp lớn bằng bàn tay hắn. Toàn thân bọ cạp độc trắng như tuyết, làn da nhẹ nhàng, giống như dùng ngọc để điêu khắc thành, độc châm ở đuôi lại như ẩn như hiện, gần như hư ảo. Đây chính là huyễn vĩ độc hạt, một trong năm trùng mà ngũ trùng môn am hiểu việc nuôi dưỡng nhất. Thúy Huyền Tử nhẹ nhàng vuốt ve huyễn vĩ độc hạt, trong chốc lát, trong bụng của bọ cạp lại có một huyễn vĩ độc hạt cỡ nhỏ bỏ ra, nhẹ nhàng cọ vào đầu ngón tay hắn, thân mật vô cùng. Khí tức của nó rất nhỏ yếu, chỉ có cấp biến thứ nhất điên phong. Nhìn hai bọ cạp độc một lớn một nhỏ, Thúy Huyền Tử nhẹ nhàng thở dài. Hai bọ cạp độc đều là trùng cổ bản mệnh của hắn. Năm đó, lúc Thúy Huyền Tử dùng huyết luyện phương pháp luyện chế trùng cổ bản mệnh, phát hiện bên trong trứng có hai ấu trùng song sinh cùng trứng. Huyết luyện trùng cổ có hai loại biện pháp. Một cách là côn trùng trưởng thành, sau khi huyết luyện xong, cho dù trước có cảnh giới cao bao nhiêu cũng sẽ quay về ấu trứng. Cách này có xác suất thành công thấp, bởi vì côn trùng trưởng thành biết phản kháng mãnh liệt, mà thực lực càng mạnh thì phản kháng càng kịch liệt. Tu sĩ chỉ có thể dùng thực lực mình để áp chế linh trùng. Nếu như thực lực của linh trùng vượt qua tu sĩ thì không có khả năng thành công. Nhưng có một chỗ tốt, sau khi luyện thành trùng cổ bản mệnh thì có thể lột xác dễ dàng hơn một chút. Cách thứ hai là trực tiếp chọn ra ấu trứng, đây cũng là lựa chọn của hầu hết mọi người. Nếu như chọn ra ấu trứng để tiến hành huyết luyện, những tình huống song sinh, đã sinh cùng trứng cũng không hiếm thấy. Nhất định phải chọn ra con mạnh nhất, từ bỏ hết những con còn lại, rốt cuộc trùng cổ bản mệnh chỉ có thể có một con thôi. Nhưng Thúy Huyền Tử chẳng biết tại sao lại lơ tơ lơ mơ luyện cả hai huyễn vĩ độc hạt thành trùng cổ bản mệnh, có được trùng cổ song sinh. Điều này khiến hắn mừng rỡ như điên, dù sao thì thiên phú của hắn cũng không đến mức rất tốt, lại có hai trùng cổ bản mệnh, mặc dù độ khó bồi dưỡng càng cao, nhưng tương đương với chiến lực tăng gấp đôi. Hắn hiểu rõ là mình khác biệt, không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên chưa hề để lộ ra trước mặt người khác, chỉ có sư tôn hắn biết rõ. Lúc luyện khí kỳ, Thúy Huyền Tử dựa vào hai trùng cổ bản mệnh, chiến lực cực cao, nhiều lần lập đại công, được sư môn đặc biệt bồi dưỡng, nhanh chóng thuận lợi trúc cơ. Ai ngờ sau khi hắn trúc cơ, lúc nghĩ biện pháp để nâng cao trùng cổ bản mệnh, lại phát hiện trong đó có một con thuận lợi lột xác. Một con khác lại ngừng trưởng thành, sống chết thế nào cũng không thể bắt đầu biến thứ hai. Thúy Huyền Tử vẫn không hề từ bỏ,
bồi dưỡng vô số tài nguyên lên người nó, vẫn không có tác dụng như trước. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận, Huyễn Vĩ Độc Hạt đã hoàn toàn đánh mất tiềm lực lột xác, có khả năng đây chính là cái giá phải trả của trùng cổ song sinh. Hiện tại, con trùng cổ thứ hai giống như gân gà, sau này càng ngày càng vô dụng, vứt đi thì lại thấy tiếc. Ở giữa thiên sơn vạn hác, độc chướng khắp nơi trên mặt đất, ít ai lui tới, nhưng có một bóng người khẽ khàng xuyên qua độc chướng và rừng cây, còn linh hoạt hơn cả chim bay. Chính là chỗ này, Tần Tang đáp xuống một khối nham thạch, ngẩng đầu nhìn núi cao phía trước. Trên đỉnh núi cao, khói mây tạo thành một màn chắn hình tròn, phong tỏa đỉnh núi, quanh năm không tán. Nghe nói trên núi có một tòa cổ điện, có người từng nhận được truyền thừa ở bên trong đó. Lúc này, Tần Tang đã rời Hùng Sơn địa vực gần 2 tháng, cách lúc hắn trôi nổi trên mặt nước, thức tỉnh lần đầu cũng đã hơn nửa năm. Trong 2 tháng này, Tần Tang rời khỏi Hùng Sơn địa vực, tìm kiếm hết hiểm địa, bí cảnh quanh đây một lần. Ngoại trừ một hiểm địa vô cùng nguy hiểm, hiện tại hắn vẫn chưa dám xâm nhập. Những lời đồn mà ngũ trùng môn bọn họ thu thập được, cho dù có phải là tin đồn thất thiệt hay không, Tần Tang đều dò xét một lần. Phía trước ngọn núi này là nơi cuối cùng. Từ đầu đến cuối đều không phát hiện dấu vết của cổ truyền tống trận. Ở hiểm địa kia, mặc dù Tần Tang không thể đến được trung tâm, nhưng cũng có thể nhìn ra được một chút, khả năng có cổ truyền tống trận cực nhỏ. Thu hoạch cũng không phải là không có, Tần Tang hái được vài linh dược mà tu sĩ trúc cơ kỳ có thể sử dụng, cũng không tính là một chuyến tay không. Nơi cuối cùng, nếu như nơi này cũng không có thì tạm thời gác lại đi, đi đến Tây Cương nội địa tìm trùng. Tần Tang tự lẩm bẩm, đưa ra quyết định, không biết ngũ trùng môn bọn họ đã xử lý mọi chuyện ra sao rồi. Chọn trùng cổ bản mệnh, rồi về lại Hùng Sơn địa vực, sau đó rời khỏi Tây Cương. Đi ra ngoài vừa tu luyện một bên tìm kiếm tin tức của Thanh Trúc tiền bối, cũng có thể xem là một biện pháp. Thanh Trúc tiền bối có thiên phú cao như vậy, có thể so với ánh trăng sáng, không thể nào không tìm thấy được một dấu vết nhỏ nào chứ. Tần Tang nhún nhẹ chân, như hùng ưng dương cánh, bay về phía đỉnh núi đối diện. Có vẻ là một loại cấm chế đặc biệt của Vu tộc, nếu như biết thần văn của Vu tộc thì tốt rồi. Phá giải những màn chắn phong vân này hẳn là sẽ dễ dàng hơn nhiều. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 947, Minh Xuân. Tần Tang lăng không đứng đó, nhìn chằm chằm vòng mây, suy nghĩ phương pháp phá giải. Bây giờ hắn đã hiểu biết rõ về Vu tộc, nghi hoặc liên quan đến thần văn rốt cuộc cũng đã được phá giải. Thần văn của tu sĩ Vu tộc, uy lực cao nhất còn mạnh hơn pháp chú luyện khí kỳ điên phong pháp mấy lần, chỉ hữu dụng trong luyện khí kỳ và trúc cơ sơ kỳ, về sau lại hoàn toàn biến mất, mà còn triệt để vô cùng. Cả cái Vu tộc, không biết bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm đã tốn hết một đời để dốc lòng nghiên cứu thần văn, muốn tìm kiếm con đường tiếp theo, tái tạo thần văn đại đạo của Vu tộc, thậm chí không thiếu những tổ sư nguyên anh, tổ sư cũng đều thất bại. Những tu sĩ Vu tộc sau khi trúc cơ kỳ chỉ có thể từ bỏ thần văn. Thậm chí những đệ tử tông môn kia, tự nhận là tiền đồ rộng lớn, nhưng cũng không tu luyện thần văn trong luyện khí kỳ, đỡ phải lãng phí thời gian. Từ trước Tần Tang đã cảm thấy, thần văn xem như là sức mạnh riêng biệt của Vu tộc, cực kỳ ăn khớp với huyết mạch Vu tộc, có thể còn chính thống hơn cả trùng cổ bản mệnh nữa. Bây giờ xem ra, có rất nhiều hiền triết trước của Vu tộc cũng có suy nghĩ tương tự như Tần Tang. Đáng tiếc là con đường đã đứt đoạn rồi. Gọi Phi Thiên Dạ Xoa ra để đề phòng, Tần Tang lấy thập phương Diêm La Phiên ra, ba cờ thành trận, cửu U Ma Hỏa tụ lại thành một quả cầu lửa, sau đó bắn về phía vòng mây. Ngọn lửa màu đen xông vào vòng mây, giống như một giọt mực rơi lên trên tờ giấy trắng, nhanh chóng loang ra. Vòng mây rung chuyển, ở chỗ cửu U Ma Hỏa công kích, khói mây nhanh chóng tiêu tán, trở nên cực kỳ mỏng manh. Phi Thiên Dạ Xoa và Tần Tang một trước một sau, phá mây mà vào, sau đó nhìn thấy rõ cổ điện trên đỉnh núi, đắm chìm dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh vàng. Một canh giờ sau, Tần Tang lắc đầu rời khỏi cổ điện,
Nơi này không biết đã có bao nhiêu người ghé thăm, bảo vật đã bị vơ vét không còn gì từ lâu rồi, bên trong vô cùng sạch sẽ. Lại một lần nữa tay trắng trở về, Tần Tang chính thức tiến vào Tây Cương nội địa, bước vào hành trình tìm trùng. Một tháng sau, trong một cánh đồng hoang mênh mông, cỏ hoang cao gần bằng một người, Tần Tang cầm bản đồ trong tay, đã tìm kiếm trong cánh đồng hoang mấy ngày để tìm lối vào của một hang đất. Bên trên bản đồ chỉ có đánh dấu sơ lược về xào huyệt của linh trùng. Có nhiều lúc có người đã thấy loại linh trùng ẩn hiện ở gần đó, sau đó đánh dấu một phạm vi đại khái, cũng không tận mắt nhìn thấy hang ổ. Hơn nữa thời gian trôi qua, địa hình đã biến đổi. Muốn tìm đến được vị trí chính xác thì còn cần phải tốn nhiều công sức mới được. Tần Tang đang tìm một loại linh trùng tên Minh Xuân, dáng vẻ tương tự bọ xít phàm giới, sống trong môi trường u ám ẩm thấp, ngày đêm hút âm khí, vì vậy được đặt tên như thế. Sau khi rời khỏi Hùng Sơn địa vực, Tần Tang ngụy trang thân phận, tìm đến vài phường thị, tiếp xúc một vài thế lực, thu thập tin tức, sau đó chọn ra 9 loại linh trùng làm mục tiêu. Trong đó có 5 kỳ trùng trên kỳ trùng bảng, có con Tần Tang biết rõ phương pháp nuôi dưỡng, có con không biết. Nhưng trong tay Tần Tang có Xích Hỏa Lưu Kim, ít nhất thì cũng không cần quá lo lắng trước đệ tam biến. Năng lực của những kỳ trùng này đều vô cùng kỳ lạ, cực kỳ khiến người ta động tâm. Linh trùng bình thường cũng có 4 loại, tiềm lực không cao, nhưng thần thông mạnh mẽ, có thể cung cấp hỗ trợ rất lớn trong kết đan kỳ, là lựa chọn thứ hai của Tần Tang, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lời đồn và ghi chép mà hắn thu thập được chưa hẳn tin cậy. Hoặc là linh trùng đã di chuyển, hoặc là gặp phải thiên địch, hoặc là bị người bắt được, thậm chí đã lột xác, rời khỏi nơi ở. Những chuyện đó đều có khả năng phát sinh. Tần Tang cảm thấy, trong 9 loại linh trùng mà hắn chọn, có thể tìm được một loại thôi cũng không tệ rồi. Hắn yêu cầu cao, đã chuẩn bị xong thời gian và tinh lực hao phí để tìm trùng. Minh Xuân là một trong 6 loại kỳ trùng. Minh Xuân rất được tôn sùng trên kỳ trùng bảng. Ở hai biến đầu, năng lực của Minh Xuân muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đa số linh trùng đều là như thế. Vào biến thứ 3, thậm chí càng về sau, mới có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau biến thứ 3, Minh Xuân liền có thể biến hóa âm khí trong cơ thể thành một thanh hắc kiếm, tốc độ cực nhanh, trình độ sắc bén không thua kém bao nhiêu so với pháp bảo linh kiếm chân chính, mà lại trong khi Minh Xuân không phát động, không cảm nhận được chút khí tức nào cả. Không động thì thôi, mà động thì thế như lôi đình. Tu sĩ ngự trùng đạt được một Minh Xuân ba biến, tương đương với có thêm một thanh ám kiếm cực kỳ sắc bén, mà lại không tiêu hao thần thức của chính tu sĩ, khiến người ta khó mà phòng bị. Tần Tang thích vô cùng, cho nên mục tiêu thứ nhất của hắn chính là Minh Xuân. Tuy nhiên, xếp hạng của Minh Xuân trên vu trùng bảng vẫn còn thấp hơn Quỷ Đầu Phong, nằm ở cuối vu trùng bảng, không có người dám chọn nó làm trùng cổ bản mệnh. Chỉ vì độ khó lột xác của Minh Xuân cực cao, mà tuổi thọ lâu, trưởng thành chậm chạp. Nếu như dùng phương pháp không đúng, hết một đời của một tu sĩ kết đan kỳ cũng không chờ được đến lúc Minh Xuân bắt đầu biến thứ 3. Tần Tang nắm giữ phương pháp nuôi dưỡng của mấy loại kỳ trùng, trong đó có Minh Xuân. Theo những gì tu sĩ thượng cổ lưu lại trong điển tịch, Ngự Linh Tông tìm được một loại phương pháp nuôi dưỡng Minh Xuân thiếu sót không nguyên vẹn. Cần bố trí mấy thứ linh đan âm hàn, phối hợp sử dụng, sẽ khiến tốc độ phát triển của Minh Xuân nhanh gấp mấy lần. Từng có một tu sĩ nhìn thấy một Minh Xuân hai biến trong cánh đồng hoang này, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì Minh Xuân đã trốn vào trong hang đất, biến mất không thấy. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 948, Bệ Đá. Trong tay Tần Tang chỉ có một tin tức như thế, muốn bắt Minh Xuân thì trước tiên phải tìm được hang đất đã. Đã đi tìm hơn nửa cánh đồng hoang rồi, sao vẫn chưa tìm thấy hang đất? Lẽ nào nơi này xảy ra địa chấn, địa hình biến đổi? Tần Tang nheo mắt, tầm mắt quét qua cánh đồng hoang mênh mông, quyết định đổi sang phương hướng khác. Đi chưa tới hai bước, Tần Tang khẽ ồ lên một tiếng, đột nhiên ngừng lại, sau đó kiếm quang vút ra,
bay vọt ra nghìn trượng về phía bên trái, lơ lửng trong không trung, nhìn quanh xuống dưới. Tìm được rồi. Cỏ hoang mọc tràn, che phủ toàn bộ miệng hang đất. Tần Tang đang muốn ngự kiếm phá vỡ, ngẫm nghĩ rồi lại thu hồi ôm mộc kiếm, lặng yên không một tiếng động lẩn vào trong hang đất. Hang đất cực sâu, Tần Tang đi xuống được một khoảng thời gian một nén nhang mới nhìn thấy một khe nứt trong lòng đất. Dưới lòng đất lạnh lẽo không gì sánh được, quả nhiên là môi trường thích hợp nhất cho Minh Xuân. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy khe nứt trong lòng đất, Tần Tang lại bắt đầu thấy nhức đầu. Không ngờ phạm vi lại lớn như thế, vô số chi nhánh, còn phức tạp hơn cả địa chầm động của Thiếu Hoa Sơn. Tìm một con Minh Xuân nho nhỏ trong nơi này, không khác gì mò kim đáy biển. Tiếc là Phi Thiên Dạ Xoa không thể tách rời hắn quá xa, nếu không thì chia nhau ra tìm, hiệu suất liền sao hơn. Minh Xuân thích lạnh lẽo, thực lực càng mạnh mẽ hơn, Tần Tang quyết định trực tiếp tiến nơi sâu nhất của hang đất. Hắn gọi Phi Thiên Dạ Xoa ra, nhanh chóng lặn xuống, dưới đáy càng tỏa ra khí lạnh, âm u vô cùng. Cảm thấy không tồi lắm, Tần Tang liền lấy ra một vài bình lọ từ trong thiên quân giới, bên trong chứa bột phấn hoặc dược thủy, trong khi đi dọc đường thỉnh thoảng lại rắc xuống. Đây đều là bí dược dùng để dụ trùng, có vài cái là do Tần Tang mua được từ tay tu sĩ Vu tộc, cũng có cái hắn tự mình điều chế theo phương pháp của Ngự Linh Tông, chuẩn bị rất nhiều. Loại thủ đoạn này rất hữu dụng đối với một số linh trùng. Tần Tang cũng không chắc có thể dụ Minh Xuân ra được hay không, tạm thời cứ thử một lần. Khí lạnh càng thêm đáng sợ, có xu hướng xâm nhập vào trong xương cốt, Tần Tang bị ép phải kích thích chân nguyên hộ thể. Sau khi lặn xuống được một khoảng, lại nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng nước róc rách. Tần Tang âm thầm kinh ngạc, đi xuống xem xét mới biết hẳn là do âm khí lẫn vào sông ngầm, biến thành nước sông màu xám, cho nên không kết băng. Đứng bên bờ sông ngầm, Tần Tang ngẩng đầu nhìn lên trên. Trên đường đi, hắn rắc mười mấy bình bí dược dụ trùng, vậy mà không dụ được dù chỉ một linh trùng. Đây cũng là chuyện tốt. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, mỗi linh trùng đều có lãnh địa riêng của mình, không cho phép linh trùng khác xâm lấn. Nếu như xuất hiện linh trùng nào khác, tức là Minh Xuân không có ở đây. Tần Tang quan sát tình hình lòng đất một phen, bắt đầu tìm kiếm dọc theo sông ngầm, thần thức phối hợp với bí dược dụ trùng, không buông tha mỗi một xó xỉnh nào. Hang đất tựa như một mê cung cực lớn, Tần Tang tìm kiếm cả ngày, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Tần Tang từ bỏ, về lại nơi xuất phát. Tần Tang đi đến bên một khối nham thạch gồ lên bên bờ sông ngầm. Sau khi tỉ mỉ quan sát địa hình quanh đó, tâm niệm vừa động, Phi Thiên Dạ Xoa liền thả mình nhảy vào sông ngầm, ẩn núp dưới đáy sông. Tiếp theo, Tần Tang lấy ra một bình ngọc từ trong thiên quân giới. Trong bình ngọc chứa huyết thanh màu đỏ thẫm, cực kỳ đặc dính, giống như một khối bảo thạch màu đỏ, ánh sáng lóng lánh say lòng người. Bên trong huyết thanh, thỉnh thoảng lại có ánh kim lấp lóe, kỳ lạ dị thường. Đây chính là quả xích kim đằng, xích hỏa lưu kim. Linh trùng tiểu hàn vực khó tìm, sau khi có được xích hỏa lưu kim, Tần Tang vẫn luôn không có đất dụng võ, cất giữ đến nay, hiện tại rốt cuộc cũng đến thời điểm phát huy tác dụng rồi. Sở dĩ Tần Tang có gan tin vào tin đồn thất thiệt, một mình xâm nhập Tây Cương tìm trùng, chính là nhờ vào vật này. Xích hỏa lưu kim có thể hỗ trợ linh trùng lột xác, có sức hấp dẫn cực lớn đối với linh trùng, có tác dụng hơn hẳn bất cứ bí dược dụ trùng nào. Đây là ưu thế mà những người khác không có. Những bí dược dụ trùng kia vô dụng, Tần Tang chỉ có thể sử dụng xích hỏa lưu kim. Không cần quá nhiều, chỉ cần phát tán khí tức của xích hỏa lưu kim ra là đủ. Đồng thời, Tần Tang mở trùng lâu bên hông ra, lấy ra mấy con ấu trùng quỷ đầu phong. Ấu trùng của linh trùng khác cũng là vật hấp dẫn cấp cao, đặc biệt là ấu trùng sau khi huyết mạch dị biến. Sức hấp dẫn càng mạnh hơn, cả hai kết hợp lại, Tần Tang không tin Minh Xuân kia còn có thể làm ngơ. Hiện tại, Tần Tang đã không còn hứng thú nuôi dưỡng huyết sĩ quỷ đầu phong nữa rồi. Đánh mất tiềm năng lột xá, cho dù có thêm huyết sĩ quỷ đầu phong thì cũng chỉ có thể uy hiếp được tu sĩ trúc cơ kỳ. Tần Tang kích thích chân nguyên bắt lấy ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong, xóa ý thức của bọn chúng. Sau đó mở bình ngọc ra,
cẩn thận từng ly từng tí dẫn ra một tia xích hỏa lưu kim, bôi lên trên người chúng. Đầu tiên, hắn đánh vài con ra phía xa, giữ lại một con có bôi nhiều nhất, đặt lên trên bệ đá. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 949, Hung Trùng Kinh Hồn. Làm xong những thứ này, Tần Tang cũng độn thân đến góc tối, rời khỏi thạch đài. Tần Tang cảm ứng vị trí mấy con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong, đồng thời khống chế bọn chúng ra sức dò xét phía bên ngoài, để khí tức của xích hỏa lưu kim lan tràn đến nơi xa hơn. Trong lúc vô thanh vô tức, khí tức xích hỏa lưu kim ở trong hang đất phiêu tán ra ngoài. Tần Tang và Phi Thiên Dạ Xoa ẩn núp, yên lặng chờ linh trùng xuất hiện. Hang đất rơi vào tĩnh mịch, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Tần Tang rất có kiên nhẫn, giống như cây gỗ khô, không hề nhúc nhích. Trong tay hắn nắm vuốt thập phương diêm la phiên, chuẩn bị dùng cửu u ma hỏa phụ giúp bắt giữ Minh Xuân. Trong khoảng thời gian này, Tần Tang vẫn không gián đoạn việc tu hành, lĩnh hội thập phương diêm la trận và kiếm quang phân hóa, có hiệu quả rõ rệt. Hôm nay có thể miễn cưỡng dùng để đấu pháp. Sông ngầm nước chảy róc rách. Tần Tang đã đợi được hơn một canh giờ, nhưng vẫn không có động tĩnh nào, không khỏi dần dần bắt đầu hoài nghi. Thời gian dài như vậy, khí tức xích hỏa lưu kim đã phiêu tán ra rất xa. Đối với loại kỳ vật này, cảm giác với linh trùng hẳn là rất nhạy cảm mới phải, trừ phi đang ngủ say hoặc ngủ đông rồi. Sự mê hoặc của lột xác, bất kỳ linh trùng nào cũng không có cách cự tuyệt. Chẳng lẽ Minh Xuân thật sự đã di chuyển sao? Ngay khi Tần Tang đang âm thầm suy xét, đột nhiên ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Trong cảm nhận của hắn, mối liên hệ với một con ấu trùng quỷ đầu phong đã bị cắt đứt. Tần Tang bỗng quay đầu, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm vết nứt nham thạch trên bờ sông đối diện. Sâu trong kẽ hở là một vùng tăm tối, âm khí ngập tràn. Ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong vô thanh tiêu thất, vậy mà cái gì hắn cũng không cảm nhận được. Đúng lúc này, dị biến đột phát. Trong chớp mắt, vậy mà một đầu ba con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong này đã tiêu thất toàn bộ. Trong bóng tối, có thứ gì đó đang vô thanh vô tức tiếp cận hắn, hơn nữa tốc độ còn cực kỳ kinh người, đem ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong quét lên xích hỏa lưu kim thôn phệ hoàn toàn. Không hợp lý, sắc mặt Tần Tang đại biến, vì tận lực khiến khí tức của xích hỏa lưu kim phát tán ra xa một chút. Hắn đã gắng sức khống chế khoảng cách giữa mỗi con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong. Sâu dưới hang đất địa hình phức tạp, khúc chiết uốn lượn. Dù cho hắn thi triển kiếm khí lôi âm thần thông, ngự kiếm mà đi, cũng tuyệt đối không thể ở loại địa phương này. Nhanh đến vậy mà vượt qua khoảng cách giữa ba con ấu trùng, giết chết chúng nó chỉ trong nháy mắt. Phải biết, sau khi Tần Tang thi triển kiếm khí lôi âm, tốc độ bay đã có thể sánh với kết đan kỳ trung kỳ tu sĩ. Quá nhanh, Minh Xuân nhị biến tuyệt đối không có năng lực đáng sợ như vậy, dễ dàng che giấu được cảm giác của hắn. Đây còn là một. Còn Minh Xuân tam biến, là người tìm ra Minh Xuân nhìn lầm, hay là những năm gần đây Minh Xuân đã xảy ra lột xác? Trong lòng Tần Tang vừa lóe lên ý nghĩ này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thạch đài kia. Trong nháy mắt, dư quang hắn dường như thoáng nhìn thấy một đạo u ảnh, thoáng cái đã biến mất. Khi hắn nhìn lên thạch đài, lại không có thứ gì tồn tại, mà ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong dùng làm mồi dụ kia đã biến mất. Tần Tang gần như theo bản năng mà muốn thôi động cửu u ma hỏa, nhào về phía thạch đài, bắt giữ Minh Xuân. Nhưng tại giờ khắc này, đột nhiên có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm truyền đến, khiến trong lòng Tần Tang nổi lên báo động. Loại cảm giác này vậy mà lại đến từ Phi Thiên Dạ Xoa đang ẩn núp dưới đáy sông. Hắn và Phi Thiên Dạ Xoa tâm thần tương liên, có thể nhạy bén cảm nhận được biến hóa của Phi Thiên Dạ Xoa. Loại cảm giác nguy hiểm này cực kỳ rõ ràng. Không ổn. Trong lòng Tần Tang cả kinh, không chút do dự từ bỏ ý nghĩ bắt giữ Minh Xuân. Dưới chân đột nhiên điểm xuống mặt đất, thân ảnh nhanh như chớp phóng đến lối ra phía trên hang đất. Kiếm ô mộc xuất ra khỏi ấn đường, kiếm quang vòng quanh thân thể một vòng, tiếng lôi âm chấn động hầm hang. Cùng lúc đó, bọt nước sông ngầm văng ra khắp nơi, Phi Thiên Dạ Xoa phóng lên tận trời. Rào,
Phi Thiên Dạ Xoa cũng không thèm nhìn Thạch Đài, dùng tốc độ nhanh nhất trốn ra khỏi cửa hang đất. Vốn dĩ tốc độ là điểm mạnh của Phi Thiên Dạ Xoa, nhưng khi đối mặt với Minh Xuân đang núp trong tối kia, dường như không có chút ưu thế nào. Trong bóng tối, có một luồng khí tức sắc bén dị thường, khóa chặt lấy nó, đồng thời dễ dàng truy kích tới kịp. Bọt nước tung tóe trong lòng đất còn chưa rơi xuống, một đạo u ảnh kinh hiện, chém vỡ vô số giọt nước, trong nháy mắt ép tới sát bên cạnh Phi Thiên Dạ Xoa. Tần Tang kinh sợ nhìn lại, vừa vặn bắt gặp một màn này, dưới sự kinh hãi, vội vàng lệnh cho Phi Thiên. Dạ Xoa nghiêng người tránh né, đồng thời vội vã mở túi thi khôi, liên tiếp ném ra mấy cỗ luyện thi, giúp Phi Thiên Dạ Xoa kéo dài thời gian. Ai ngờ những cỗ luyện thi này vừa rơi xuống cạnh Phi Thiên Dạ Xoa, trong nháy mắt đã bị cắt thành mấy khối thịt vụn, tác dụng cực kỳ ít ỏi. Lúc này mới có thể mơ hồ nhìn được, thứ chém giết bọn chúng là một cái đầu hẹp dài, thoi mộc như hắc kiếm, do âm khí đúc thành. Bản thể của Minh Xuân chính là dấu bên trong hắc kiếm. Xoạt! Hai đạo kiếm ảnh đan chéo hình chữ thập tách ra trước ngực Phi Thiên Dạ Xoa. Trước ngực Phi Thiên Dạ Xoa bỗng nhiên xuất hiện hai vết thương giống nhau như đúc, sâu đến mức thấu tận xương. Tần Tang hít vào một ngụm khí lạnh. Nhục thân Phi Thiên Dạ Xoa rất cường mạnh, trải qua rèn luyện bởi địa sát chi khí, còn có thể vượt qua tu sĩ luyện thể kết đan sơ kỳ. Các bạn đang nghe truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 950, quà tặng từ thiên nhiên. Sau khi tiến vào kết đan kỳ, uy lực pháp chú so với trúc cơ kỳ là không thể sánh cùng, được xưng là đạo thuật. Tần Tang từng thử qua, Phi Thiên Dạ Xoa có thể sử dụng nhục thân tiếp được đạo thuật mà hắn thi triển. Cho dù đối mặt với pháp bảo hạ phẩm, Phi Thiên Dạ Xoa thôi động thi khí, cũng có thể cứng rắn chống đỡ. Vừa rồi Tần Tang khống chế Phi Thiên Dạ Xoa, hội tụ toàn bộ thi khí đến trước ngực, vậy mà lại không có chút sức lực nào chống cự lại. Bị Minh Xuân dễ dàng phá vỡ, để lại trên người Phi Thiên Dạ Xoa hai vết thương đáng sợ. Nếu không phải hắn ứng đối kịp thời, chỉ sợ Phi Thiên Dạ Xoa đã bị chắn ngang mà chặt đứt. Lời đồn Minh Xuân cao đẳng giai có năng lực phá pháp, dường như cái này chỉ mình Minh Xuân sở hữu. Tuyệt đối không phải nó vừa mới lột xác. Tần Tang không khỏi cảm thấy may mắn vạn phần, may thay hắn không thôi động thập phương diêm la phiên. Dùng cửu u ma hỏa bắt trùng, thấy thời cơ không tốt, trực tiếp chạy trốn. Minh Xuân linh hoạt như vậy, còn có năng lực phá pháp, xem chừng không có khả năng vây khốn nó, Tần Tang sẽ không vì một con côn trùng mà đánh cược mạng sống. Tần Tang tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Phi Thiên Dạ Xoa thì lại hiểm tượng hoàn sinh. Dưới sự truy sát của Minh Xuân, Phi Thiên Dạ Xoa sẽ sớm phế đi. Không thể để Phi Thiên Dạ Xoa bị hủy tại nơi này. Cố luyện thi này đạt được kỳ ngộ, tương xứng với Phi Thiên Dạ Xoa chân chính, là trợ lực cường đại, cho dù sau này luyện chế thêm một bộ, cũng không có khả năng phục chế. Nhanh lên, nhanh lên. Trong lòng Tần Tang khẩn trương, gắng toàn lực thôi động thần thức, thăm dò vào sâu trong hang đất, cuối cùng cũng cảm ứng được hai con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong. Hắn phân ra một chút thần thức bé nhỏ, ẩn núp trong cơ thể ấu trùng. Nhưng vì thả ra quá xa, chỉ có thể miễn cưỡng cảm nhận được vị trí, không cách nào tùy tâm sở dục mà khống chế. Khi phát hiện không thích hợp, Tần Tang lập tức bắt đầu cảm ứng những ấu trùng này trong trần thức. Nổ, đùng. Sâu trong hang đất, hai con ấu trùng liên tục tự phát nổ, khí tức trên thân xích hỏa lưu kim cũng theo đó tan biến. Giờ khắc này, Tần Tang cảm nhận được xung quanh Phi Thiên Dạ Xoa đang yên lặng phát sinh ra biến hóa. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn có thể xác định Minh Xuân đã rời đi. Phù! Tần Tang thở ra một hơi thật dài, không dám ở lại trong hầm đất, vội vàng thu hồi Phi Thiên Dạ Xoa, ngự kiếm trốn chạy, tận đến khi bay ra đến phạm vi cánh đồng hoang này, mới dừng lại. Kinh hồn đi qua, Tần Tang lẩm bẩm nói, quả nhiên xích hỏa lưu kim có lực hấp dẫn cực lớn đối với bọn chúng, cũng may đã làm xong dự định từ sớm, chừa lại một con đường lui. Hắn không phải kẻ lỗ mãng,
đưa những con ấu trùng huyết sĩ quỷ đầu phong kia tản đi thật xa, chính là để phòng ngừa phát sinh ra loại chuyện này. Lỡ như dẫn tới linh trùng có thực lực kinh khủng, ấu trùng tự bạo, coi như một con đường lùi. So với việc xâm lược và truy sát địch, chắc chắn là xích hỏa lưu kim quan trọng hơn. Linh trí của linh trùng cũng không cao, chỉ có thể phán đoán đơn giản vậy thôi. Mỗi một loại linh trùng sẽ có tính tình khác nhau. Trước đó Tần Tàng cũng không quá xác định xích hỏa lưu kim có bao nhiêu tác dụng. Dù sao chỉ có ăn linh trùng vào lúc nó đạt đến giới hạn lột xác mới có tác dụng. Bây giờ xem ra, hắn đã đánh giá thấp lực hấp dẫn của xích hỏa lưu kim. Sự thật chứng minh, biện pháp này có thể thực hiện được, nhưng sau cùng sẽ dẫn thứ gì đến cũng không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tần Tang mắng to những người đã phát hiện ra Minh Xuân kia trong lòng, không biết rằng tin tức sai lầm, chẳng ngờ trong hang đất không chỉ có một con Minh Xuân, mà là hẳn một tổ. Trước kia ông nội Minh Xuân không xuất hiện, cảm ứng được xích hỏa lưu kim nên mới bị kinh động. Con Minh Xuân đuổi giết hắn này thật là đáng sợ, dễ dàng phát giác được nơi phi thiên dạ xoa ẩn thân. Còn có sức chiến đấu kinh khủng như vậy, vượt ra xa khỏi dự tính của Tần Tang, có thể đã đến tam biến hậu kỳ. Lúc công kích thì vô tích khả tầm, hình như còn có cả năng lực phá pháp, chỉ khi chém trên người mình mới có thể cảm nhận được. Minh Xuân bị phát hiện vào vài thập niên trước. Tần Tang vốn cho rằng Minh Xuân có mạnh cũng chỉ là vừa mới hoàn thành đến cấp độ của lần lột xác thứ ba, dựa vào thực lực của bản thân cùng với phi thiên dạ xoa thì không cần lo lắng. May sao bản thân nắm bắt nhanh thời cơ, kịp thời để ấu trùng tự bạo mà chạy đi xa, nếu không sợ rằng phi thiên dạ xoa khó mà tránh khỏi nhát chém thứ ba. Tần Tang gọi phi thiên dạ xoa ra, nhìn vết thương trên người nó, không khỏi tâm hữu dư quý, lấy ra thiếu âm từ bình chứa đựng khí địa sát để nó hấp thu sát khí chữa thương. Nhìn lối vào hang đất phía xa xa, ánh mắt Tần Tang dao động bất định. Hắn đã quyết định rời khỏi nơi này, từ bỏ Minh Xuân. Có Minh Xuân ở lại nơi này, hang đất cực kỳ nguy hiểm. Hiện giờ Tần Tang căn bản không phải đối thủ của Minh Xuân. Cho dù thật sự có tìm được trợ thủ, bắt được Minh Xuân, cũng không có nghĩa lý gì. Tần Tang biết rõ phương pháp khống chế linh trùng, bất luận có là Ngự Linh Tông truyền thừa hay là Vu tộc bản mệnh trùng cổ, đều yêu cầu tu sĩ phải có tu vi vượt qua linh trùng thì mới có cơ hội. Bản mệnh trùng cổ là không thể nào. Nếu dùng phương pháp ngự trùng Ngự Linh Tông truyền thừa, muốn khống chế con Minh Xuân này, cần phải đợi đến khi nó bắt đầu lột xác lần thứ tư, sấn hư nhi nhập. Giải thích sấn hư nhi nhập nghĩa là thừa vắng mà vào, lợi dụng cơ hội mà vào. Hết giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập 95 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.